chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi sữa đậu nành Number One Soya. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 4 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây. Chính phủ thống nhất việc bổ sung các đối tượng cảnh vệ. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm tổ chức lớp học số. Chính phủ vừa họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1 năm 2023 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đối với đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, Chính phủ thống nhất đánh giá việc sửa đổi bổ sung luật này là cần thiết. Chính phủ cơ bản thống nhất về 4 chính sách theo đề xuất của Bộ Công an. Cụ thể, bổ sung đối tượng cảnh vệ là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, xác định tiêu chí các hội nghị, lễ hội, sự kiện là đối tượng cảnh vệ, hoàn thiện chính sách về biện pháp cảnh vệ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, quyền hạn của lực lượng cảnh vệ. Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 Thành phố Thủ Đức vừa chính thức vận hành toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh, từ đó giúp người bệnh ung thư không còn khổ sở tìm chỗ nằm điều trị. Không chỉ được chuyển sang cơ sở mới rộng rãi, khang trang, đầy đủ các tiện ích phục vụ người bệnh, nhiều trang thiết bị chuyên khoa hiện đại phục vụ phát triển các kỹ thuật chuyên sâu. Bệnh viện còn có 16 phòng mổ hiện đại và cấp cứu có thể chuyển đến bằng máy bay trực thăng trong tương lai không xa. Ngày 3 tháng 2, trường Mầm non quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội cồng chiêng Tây Nguyên tại khuôn viên của trường. Các bé đã vô cùng thích thú khi được tham gia quá nhiều trò chơi thú vị như giã gạo, san gạo, trang trí gỗ, làm túi thổ cẩm, làm chong chóng, dán quạt nan. Bên cạnh đó còn có trò chơi vận động, nhảy sạp, đưa nước về buông, gánh nước qua cầu, đưa lũ về bồ, tắm mưa, nhảy vũ điệu Tây Nguyên và uống rượu cần. Những ngày nay, ghi nhận tại một số tuyến đường như đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn gần hầm sông Sài Gòn, đường Hàm Nghi, quận 1, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, hàng trăm cây hoa kèn hồng đua nhau khoe sắc, tạo nên một khung trời thơ mộng, thu hút người dân đi đường. Hoa kèn hồng thường nở vào độ tháng 3 đến tháng 6, tuy nhiên năm nay hoa nở khá sớm. Một số khu vực có hoa kèn hồng nở rộ thu hút người dân, đặc biệt là giới trẻ ghé qua để chụp những tấm ảnh lưu niệm. Những ngày gần đây, giá sầu riêng tại các nhà vườn đang được thu mua với giá cao kỷ lục từ 150.000 đến 220.000 đồng một kg. Theo các đơn vị thu mua, nguyên nhân khiến giá sầu riêng đang tăng nóng từng ngày là do nhu cầu phía Trung Quốc tăng mạnh. Chính vì thế, thương lái trong nước cũng liên tục tăng giá để gom đủ hàng. Các nhà vườn cũng không có nhiều hàng do trái vụ, sản lượng thấp. Nhà vườn cũng chọn các vựa thu mua trả giá cao để bán. Khoảng 13 giờ chiều ngày 3 tháng 2, một vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy tại giao lộ đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến một nữ sinh 14 tuổi tử vong. Được biết nữ sinh này đang được mẹ chở đến trường thì gặp tai nạn. Công an huyện Bình Chánh sau đó phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục nhận định. Kính thưa quý vị, năm học 2022-2023 là năm đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh triển khai lớp học số tại trường tiểu học Trung lập Thượng huyện Củ Chi và trường tiểu học Thạnh An huyện Cần Giờ nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh và tin học tại các trường học này. Tại lớp học số, các em được học với hai giáo viên, trong đó một giáo viên hướng dẫn trực tiếp tại lớp và một cô giáo dạy qua màn hình máy chiếu. Với hình thức học mới này, ngoài việc các em học sinh không bị mất chương trình học do thiếu giáo viên, còn là cơ hội để giáo viên tăng cường đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Mặc dù chỉ mới triển khai, nhưng lớp học số đã cho thấy nhiều tín hiệu khả quan ban đầu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chuyên mục nhận định đã có cuộc trao đổi với thầy giáo Lê Hữu Bình, hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa thầy, lớp học số bắt đầu được trường mình thực hiện thời điểm nào và vì sao phải triển khai lớp học số ạ? Lớp học số của nhà trường được thực hiện triển khai vào đầu tháng 12 năm 2022. Lớp học số được triển khai tại nhà trường là được sự quan tâm của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhà trường thiếu đội ngũ giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh,
nhà trường cũng có đề xuất với lãnh đạo phòng, rồi lãnh đạo phòng cũng đề xuất và sở xuống khảo sát để thực hiện cái việc giảng dạy tiếng Anh, đảm bảo cái việc thiếu giáo viên. Do đó sở đã chọn trường Trọng Thành An của chúng tôi để làm một cái điểm thí điểm giảng dạy lớp học số nhằm đảm bảo cái việc thiếu giáo viên tiếng Anh trong quá trình giảng dạy. Bên cạnh đó cũng để đảm bảo thực hiện chương trình phổ thông 2018 được tốt hơn, nên là sở đã quyết định chọn trường Trọng Thành An để làm cái môi trường thí điểm giảng dạy lớp học số. Sau một thời gian thực hiện, lớp học số đem lại hiệu quả gì ạ? Và trường mình có gặp phải những khó khăn gì khi thực hiện phương thức dạy học này không ạ? Sau một thời gian thực hiện cái lớp học số tại nhà trường, thì bước đầu thấy học sinh tham gia cái lớp học số này rất là thoải mái. Học sinh có nhiều cái niềm vui, phấn khởi khi tham gia lớp học số. Học sinh tự tin để tham gia giao tiếp với những giáo viên, tuy là mới, không được trực tiếp mà qua màn hình, giáo viên học sinh cũng rất là tích cực để tương tác. Học sinh rất là hào hứng tại vì học sinh có một cái môi trường học tập tiếng Anh mới lạ. Đây cũng là một cái điểm để cho những học sinh khác khi nhìn vào đã thấy có niềm thích thú như là hứng phấn trong học tập. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng giảm được cái việc là thiếu giáo viên tiếng Anh để đảm bảo giảng dạy đủ số tiết cho học sinh theo cái chương trình phổ thông 2018. Cái ưu điểm nữa là học sinh được tiếp cận những cái giáo viên tốt của trung tâm hỗ trợ giảng dạy môn tiếng Anh. Ngoài ra thì trung tâm cũng hỗ trợ cho nhà trường trong quá trình giảng dạy những cái giáo cụ học tập đầy đủ. Giáo viên giảng dạy cũng nhiệt tình, tâm huyết, chuẩn bị bài đầy đủ. Cái khó khăn của nhà trường trong quá trình thực hiện lớp học số là đội ngũ giáo viên giảng dạy tiếng Việt, giảng dạy nhiều môn để hỗ trợ trợ giảng cho giáo viên này. Giáo viên này, đội ngũ giáo viên này thì cơ bản chủ yếu là hỗ trợ về cái mặt là đưa mic cho các em trong quá trình học tập hoặc là hỗ trợ các cái giáo cụ học tập. Nhưng mà về cái vấn đề chuyên môn, khi mà giáo viên hỏi sâu về cái tiếng Anh thì một số giáo viên cũng có thể là nghe không có rõ hoặc là cũng chưa tiếp cận được để mà kịp thời hỗ trợ cho giáo viên, hỗ trợ cho học sinh để học sinh thực hiện tốt hơn. Cái khó khăn là khi đặc biệt là phải chuyên môn sâu về tiếng Anh. Xin cảm ơn thầy Lê Hữu Bình. Kính thưa quý vị, báo cáo về tình hình các lớp học số trên địa bàn, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên cơ sở đánh giá các ưu khuyết điểm trong quá trình triển khai, sở sẽ xem xét mở rộng không chỉ ở các đơn vị thiếu giáo viên mà còn đến các đơn vị có điều kiện triển khai để giúp nâng cao chất lượng chuyên môn. Song song đó, sở cũng sẽ chỉ đạo mở rộng các bộ môn còn thiếu giáo viên khác để giúp các đơn vị có thể tổ chức giảng dạy, giáo dục toàn diện cho học sinh. Kính thưa quý vị, thời lượng chuyên mục nhận định đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Ôi, mức thắng! Number One Soya chai mới siêu cool. Sữa đậu nành Number One Soya đóng chai mới với đậu nành tự nhiên, siêu nhiều canxi cho xương siêu cứng. Number One Soya chai mới siêu cool, xương siêu cứng. Sữa đậu nành Number One Soya đóng chai mới, siêu nhiều canxi cho xương siêu cứng. Kính thưa quý vị, thời gian qua bộ phận tiếp bạn đọc của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh về nhiều vấn đề trong đời sống. Trong chương mục hôm nay sẽ được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của nhiều bạn đọc gửi qua fanpage báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, bạn đọc Lương Văn Bé, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về việc mình bị lừa với chiêu trò quay số trúng thưởng và bị dụ chuyển tiền mua sản phẩm để nhận giải. Tuy nhiên sau khi chuyển tiền thì ông biết mình đã bị lừa nên gửi thông tin đến báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh để cảnh báo mọi người. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư phản ánh của bạn đọc Phạm Hữu Huy, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, rất bức xúc về tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Ông phản ánh đoạn vỉa hè khu vực Viện Kiểm sát Nhân dân quận 7 bị đặt nhiều chậu cây kiểng, bàn ghế khiến người đi bộ phải đi xuống lòng lề đường, nhiều xe cộ đi lại gây nguy hiểm. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã kịp thời chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay ngày 4 tháng 2 năm 2023 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai tới thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình được tài trợ bởi sữa đậu nành No. 1 Soya. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.